Rồi, đề bài nè mọi người. Đó là x bình trừ 4x trừ 3 bằng bằng 0. Không có giải nha mọi người, không có giải. Thì tính giá trị biểu thức B bằng x1 mũ 3 cộng x2 mũ 3 cộng 5x1 nhân x2. Thì thứ nhất, biểu thức này có tính chất đối xứng nên rất là dễ. Thì để tính được biểu thức này, các bạn nghĩ ngay đến đó là hệ thức vi vx, hệ thức vi vx. Thì s bằng x1 cộng x2 bằng trừ b chia a. Xác định giúp là a nè, b nè và c. Vậy là b của mình là trừ 4 trừ trừ thành cộng 4 chia cho 1 bằng 4. B nè, x1 nhân x2 bằng c chia a, c nè chia a, vậy là bằng trừ trừ 3. Rồi, để tính được biểu thức B, các bạn cần nhớ đến công thức, những cái hàng đẳng thức đáng nhớ ở hồi lớp lớp mấy à? Lớp 8. Đó là đây nè, A mũ 3, các bạn nhớ A mũ 3 cộng B mũ 3 bằng A cộng B, tất cả nhân A bình trừ AB cộng B, B bình. Được chưa? Vậy mình sẽ có x1 cộng x2 nè, tất cả nhân cho x1 bình trừ x1 nhân x2 cộng x2 bình cộng cho 5x1 nhân x2. Rồi bằng nè, x1 cộng x2 tất cả nhân hai thằng này lại để gần vào, được chưa? Và bạn bạn gì ơi, bạn comment giúp Lợi coi cô thầy cô bạn có kêu bạn học thuộc cái chỗ này không ạ? À? Có kêu bạn học thuộc chỗ này không ạ? À? Chỗ này nếu học thuộc đó chính là S bình trừ 2B. Có không ạ? À? Có kêu học thuộc không ạ? À? Bạn Thanh Duy ơi, bạn Thanh Duy không ạ? À? Cô bạn có kêu à? Có thì bạn học thuộc nha. Vậy sẽ bằng S nè, đây là S nè. Đây là S bình trừ 2B, sau đó trừ thêm thêm B cộng cho 5, 5B. 5B nha, bằng S, S bình trừ 3B cộng 5, 5B. Sau đó các bạn thế S vào, thế B vào, vậy là 4 nhân cho 4 bình trừ 3 nhân trừ 3 cộng cho 5 nhân trừ 3. Bấm giúp Lợi máy tính nha. Ok bạn Thanh Duy ơi.